thắng Phương. Xem thử đi. Mau, mau nhìn xem. Mau nhìn xem đi đi. Mau đi xem thử đi. Thú vị thật, mau đi xem thử. Xem nào. Nhiều người như vậy. Nhìn bên này. Mau nhìn ta đi. Đẹp trai quá. Đẹp trai quá. Thế nào? Đẹp trai quá đi. Cảm ơn người nhé. Người nên cảm ơn không phải là ta đâu. Là hắn mời ta tới. Nếu như không phải nghĩ ra ý tưởng này, ta cũng không biết nên giúp cô thế nào. Nói thật, đến giờ ta vẫn không dám tin Bạch Nhất Minh lại sẽ vì cô cúi đầu xin ta. Cô không ở phía trước trông chừng, đến tìm ta làm gì? Ở đó có Lý Nhị và Thiên Thiên rồi. Ta đến là muốn nói tiếng cảm ơn với huynh. Ta chẳng làm gì cả.
sao dám nói chữ cảm ơn? Quý có thể đừng giả dờ nữa không? Tiền đa bảo đã nói hết với ta rồi. Ta vốn là chủ quán, nên lo lắng cho chuyện làm ăn. Bất kể huynh có nhận hay không, chuyện trước đây là ta có lỗi với huynh, sau này ta sẽ bù đắp cho huynh. Sao cô vẫn ở đây? Ta còn có việc. Quynh, hai người nói chuyện đi. Cô ấy và ngươi không hợp. Ta và cô ấy không liên quan đến ngươi. Ta sẽ không từ bỏ đâu. Khi ngươi nói câu này thì đã thua rồi. Chỉ cần cô ấy tốt, ta thua cũng cam tâm tình nguyện. Nguyễn Nhi!